Rồi hello anh em à, Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng dụng cụ chính hãng nha à, Hôm nay thì mình có về thêm một ít hàng tô tô ha Hàng tô tô thì có cũng khá là nhiều cái sản phẩm đó anh em Đây à, à, mình sẽ cho anh em coi một số cái sản phẩm mình mới về nha à, Đầu tiên đó là cái bộ có cái bộ tu vít Đây là cái bộ tu vít cách điện 1000V nha Đây bộ tu vít cách điện 1000V ha Thì cái bộ này giá của nó chỉ có Giá của cái bộ này chỉ có 189 000 nha anh em. Đó một bộ cách à, bộ tu vít cách điện 1000V à, bao gồm à, 6 cây ha. Đó, bao gồm 6 cây. Rồi, rất là xịn nha. Rồi, tiếp theo đó là cái bộ tu vít à, à, tu vít 8 cây ha. Cái bộ này thì như cũng trăm mấy chục nghìn thôi. Rồi, có bộ tu vít 6 cây. À. Rồi, cái bộ tôi vít này có 75 000 này nè anh em. Thép CRV luôn nha. Nó nằm trong cái hộp như thế này rồi ngoài ra thì mình cũng có rất là nhiều cái sản phẩm uh, giá rất là, rất là tốt ha à, cái bộ hai cây tu vít này một cây vít uh, dẹp một cây vít ba k giá chỉ có 44 000 ngàn thôi rồi tua vít hai uh, đầu uh, giá 22 000 ngàn cái này là tua vít uh, ngắn ha ba uh, cây ngắn chỉ 20 000 nghìn thôi rồi ở đây có một số cái bộ lục chét ha bộ lục chét uh, dài nè bộ lục chét ngắn nè rồi bộ lục chét cặp nè lục chét cặp uh, lục chét thường đó. rồi lục chét sao nè rồi lục chét bi nè rồi ở đây có cái bộ kềm ha, bộ kềm này chỉ có 201 ngàn này anh em 201 bộ 6 cây kềm Rồi có thêm những cái bộ bao tay nha Bao tay này chỉ có là à, uh, 20, à, uh, 20 ngàn một cặp ha, 20 ngàn một cặp nha Đó, anh em mua thì mua từ 5 cặp nha, tại vì cho nó đỡ phí vận chuyển Rồi ở đây có một kềm dành cho gia đình Đó, Bộ kềm này thì chỉ có 160 ngàn thôi nha anh em Đó. Rồi có những cái kềm, kèm uh, kềm các loại ha nó có dòng dành cho công nghiệp với lại dòng dùng cho gia đình luôn anh em, nó có rất là nhiều size ha, size uh, uh, size 8 in này, rồi 8 in, kìm này uh, 7 in, 6 in, nó nhiều size lắm nha, lắm nha anh em, đó, những cái dòng mà nằm trong cái bọc này nó là bằng thép CRV này, đó, thép CRV dòng industrial dành cho công, công nghiệp anh em, rồi kìm cắt cũng có rất là nhiều size nha, kìm cắt cũng có size 8 in, 7 in, 6 in luôn ha, tương tự như kìm nhọn ha, kìm nhọn cũng vậy nha đó rất là đầy đủ hơn rồi ở phía dưới này thì mình có thêm một số cái đây là cái cái kéo cái cái, cái, kìm dây tự động ha kìm tút dây tự động rồi à, cái này là cái kìm cái, cái mỏ led cái kìm kìm bấm chết ha kìm bấm chết thì có hai dòng dòng cái dòng industrial là dòng cơ công nghiệp ha thép crv còn một cái dòng nó rẻ tiền hơn đó dòng carbon steel ha carbon steel này cũng rẻ tiền hơn nha À, tất cả hai dòng này đều là 10in hết anh em rồi kéo cắt ống ha kéo cắt ống này chỉ có 163 nghìn nè cái size của nó là cắt được ống từ 3 cho tới 42mm rồi đó cái này là những cái kèm mà à, kìm các size ha rồi nó có thêm cái kẹp luôn nè cái kẹp rồi cái kính cái kính hàng ha rồi có có luôn cái bộ mũi khoan thép nha anh em khoan thép ha cái này khoan khoan thép khoan sắt nó có ba cái mũi ha uhm, kích thước nó từ 4 tới 32 mươi hai mm đó cái bộ này thì 320 trăm hai mươi rồi có bộ tu vít uh, cũng khá là xịn sò này một trăm năm nghìn thôi bộ vít uh. rồi ở dưới này thì nó có thêm một số cái bộ vít của bốt nha bộ vít của bốt ha giá cũng rất là ok đó anh em giá khá là ok bộ 46 món bộ này uh, cũng khá là xịn sò anh em đó, nó gồm cái tu vít và kèm theo rất là nhiều cái đầu vít ha. Đó, bộ này thì hiện tại giá của nó chỉ có 450 000 thôi anh em, 450 000 nha. Rồi, còn cái bộ này nó là cái bộ của boss ha. Bộ này bộ 26 món của bố ha. Bộ này thì giá hiện tại chỉ có 300 uh, 349 000 nha anh em, 349 000 Đây là bộ 26 món ha. Có luôn những cái bộ vít đồng hồ ha. Bộ này chỉ có 90 000 này nè. Đấy rồi à, có găng tay xịn này là găng tay chống cắt nha anh em, găng tay chống cắt ha, nhưng tay chống cắt hình như là chỉ có khoảng sáu mấy bảy chục ngàn một bộ một như này thôi, găng tay chống cắt uh, chống cắt, rồi bộ này là bộ 38 món của bốt luôn nha, à, những cái bộ phụ kiện của bốt thì như mình có cũng không đầy đủ luôn á, ok, rồi bên này có mình có thước dây rồi thước thủy nữa nha anh em, thước dây thước thủy, à, rồi gieo rọc giấy à, cái kìm này là kìm à, kìm cắt tỉ canh này. đó kìm cắt tỉ canh nha kìm cắt tỉ canh có 73 ngàn ha 73 ngàn ha rồi kìm rút river, rồi kìm bấm cốt ha bú các loại nha bút thử điện rồi à, cưa lá các loại rồi ở dưới này nó có cái kéo cắt cho gành điện nè rồi cái này thì là cái dùng để sủi các cái băng keo nữa à, kê góc rồi ở đây thì có một số cái rất là hay nè anh em Đó cái này thì, thì chỉ có 55 ngàn một, một cái như thế này ha Thì đây là những cái bộ mà để cho anh em làm vườn á Ví dụ như anh em ở trong nhà mà có sử dụng có có những cái chậu trồng cây gì đó thì mình có thể mua những cái bộ này ha. Đó, bộ này rất là xịn nha, nó có bốn loại ha. Cái loại xây, dùng để để xới đất như thế này, cái này rất là chắc chắn nha anh em rất là chắn chắn và cứng cáp ha đó rất chắc chắn và cứng cáp rồi cái đội là cái loại này thì hai đầu ha vừa búa vừa cảo rồi cái này thì để xúc đất cái này để cào đất ha một cái một cái như thế này chỉ có 55.000 mươi lăm nghìn thôi anh em năm mươi lăm nghìn nha rồi mình có luôn cái những cái đầu khoan thay thế đầu 10 ly và đầu 13 ly rồi những cái đầu nối ống nước này tôi biết đóng cũng có luôn nha anh em đầu nối ống nước này bộ này chỉ có 35.000 ha còn cái bộ này là 45.000 rồi À, ngoài ra thì mình có luôn cái thùng đồ nghề này nè đó thùng đồ nghề thùng đồ nghề này là thùng 17 inch nha 17 inch ha đó giá của nó chỉ có 198 000 thôi 198 000 một cái thùng đồ nghề giống vậy rồi cái bình xịt 5 lít thì giá nó 180.000 ha à, bình xịt uh, 5 lít giá 180.000 rồi có những cái bộ vít của đít tông nha bộ vít của đít tông giá đang cũng khá là tốt lắm chỉ có bốn um, 490.000 thôi 490 000 ha rồi bên này thì mình có thêm cái con bốt go này, mấy mài góc của bốt nè. Rồi mấy khoan điện của bốt ha. anh em nào quan tâm sản phẩm nào thì có thể là nhắn tin giùm em. Rồi có luôn cái súng đo hồng ngoại này nè, em. Súng đo nhiệt độ nha. Cái này đo nhiệt độ cho cơ thể người được ha. Đó cái này màn hình màu giá của nó chỉ có 526 ngàn thôi. Đó. Rồi cái bộ khẩu ha. Bộ khẩu giá 299 nghìn. 299 nghìn một cái bộ khẩu như thế này của Toto ha. Cái size của nó là à, size của nó đâu size của nó là từ 10 tới 24 nha anh em ha, rồi có cái cờ lê mà cờ lê vặn hai đầu ha cái này cái bộ điếu ha bộ điếu giá 303 ngàn rồi bộ có bộ luôn bộ cờ lê kìa đó, bộ cờ lê ha rồi có những cái mỏ lết lưỡi cưa lọng à, ở trên này thì có rất là nhiều phụ kiện về à, mũi khoan ha đây có luôn những cái cái mũi khoan à, bê tông này rồi những cái bộ bộ 25 món này rồi bộ slide 34 rồi giá đang rất là hợp lý đó nè rồi ở dưới này thì có những cái bộ mũi khoan sắt bộ mũi khoan gỗ bộ mũi bộ lấy ốc gãy nữa nè đó, khoan sắt khoan gỗ lấy ốc gãy rồi khoan bê tông ha khoan bê tông cũng có luôn nha khoan bê tông đó khoan khoan tường của bốt rồi khoan sắt ha đây có bộ mũi khoan năm mũi khoan bê tông của toto Tô rất là xịn xò đó em đó rồi còn đây là khoan tường ha rồi bộ này là bộ tổng hợp luôn. Bộ tổng hợp rất là nhiều Cái loại khoan có, vừa khoan sắt, vừa khoan gỗ, vừa khoan tường. Rồi ok. Rồi bên này thì um, là những cái máy ha. À, ở này thì mình có cái cái, cái dòng máy mài của Dexton và của Bosch ha. Máy mài thì nó có dòng máy mài um, à, một tắc rồi uh, có cái dòng điều chỉnh tốc độ luôn, điều chỉnh tốc độ. Có luôn dòng dùng pin nha. Dòng dùng pin thì nó có công tắc bóp với lại công tắc trượt. Rồi mấy con gia đình dùng điện nè rồi máy mấy bắt xếp bu lông hai trong một ha tức là đầu ngoài nó là đầu à, đầu ngoài là đầu lục giác đầu 1 phần hai in đầu trong nó là đầu 6.35 ha rồi các cái dòng à, máy M21 à, máy D16 của Đất Tông những dòng máy mới ha rồi dòng máy M21 rồi có luôn những cái dòng máy cân mực luôn này nè máy cân mực ha máy cân mực rồi à, máy cưa xích máy cưa kiếm máy rửa xe ha rửa xe thì có cả rửa xe điện rửa xe pin đó, rất là nhiều nha anh em. Rồi anh em nào mà mà, mà cần tư vấn là cần sản phẩm nào đó, thì anh em có thể là à, à, cầm nhắn tin cho mình ha, nhắn tin cho mình nha. Nhắn tin vào cái số điện thoại vậy. Rồi mình sẽ tư vấn và trả lời nha. À, đây là cái con à, một à, 120 new à, con con khoan tường 120 120 new của DeTom ha. Rồi có luôn những cái con chiên tích như thế này. Đó, con chiên vít như thế này. Rồi à, đây, con này con chiên vít nữa nè. Nói chung là hàng hóa về cũng khá là nhiều đó anh em, khá là nhiều và đầy đủ ha. Anh em nào cần con nào thì có thể à, nhắn tin lên cho mình ha. Bên mình có ship hàng trên toàn quốc á. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi anh em xem uh, kênh thì uh, cho mình một uh, follow với một uh, share với nha. Rồi cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.